Xin chào các bạn, mình lại tiếp tục lại với VP. Thì ở trong video tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MySQL và mình sẽ thao tác trên server. Rồi thì ở bài trước là mình đã hướng dẫn các bạn biết một cái chương trình cơ bản với VP. Để trong bài tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn với thao tác với MySQL. Như thì các bạn đã chọn đến APMAdmin. Trong này thì đầu tiên thì ở phần các database có sẵn của hệ thống. Chúng ta có thể tạo các database, có thể tạo giao diện này, connection này, có nghĩa là các cái tiêu chuẩn cho các database. Thì thường thì mình muốn sử dụng tiếng Việt trong này thì phải sử dụng cái code này, như thế và trong này thì mình thường sử dụng cái này. Thì các bạn có thể tạo database bằng giao diện này, có thể tạo database bằng câu này. Bây giờ thì mình sẽ tạo một cái database, thì cái database sẽ xuyên suốt cho cái quá trình hướng dẫn của mình. Thì cái câu này tạo database hoàn toàn giống như ở trong SQL Server. Nếu mà các bạn đã được học SQL Server thì thao tác với MySQL hoàn toàn đơn giản, không có gì, bởi vì nó đều là các tập của SQL thôi, nó giống nhau, cơ bản tất cả những câu lệnh nó hoàn toàn giống nhau. Mình tạo một câu lệnh queries, database và tên của database. Thì mình chọn logo để tạo database. Thì cái câu lệnh là SQL này nó chạy được. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy là cái database. Thì ở trong này thì các bạn thấy là khi mà server được đăng ký và các bạn chưa sử dụng cái database nào thì mặc định thì nó sẽ là cái database test và mặc định. Khi mà các bạn nhấn vào cái database của chọn cái database thì có nghĩa là mình đang đứng ở trong cái database, thì đây là tất cả các thao tác thì mình sẽ lưu vào database. Nếu mà các bạn chỉ đứng ở ngoài server thì khi mà các bạn tạo, ví dụ các bạn tạo mới một table hay là một bảng table thì mặc định nó sẽ lưu vào test. Giống như là ở trong SQL thì mình có một cái là master, thì đầu tiên vào các bạn chưa chọn database thì nó sẽ đưa vào master, thì ở trong SQL là đúng là S. Rồi thì trong này mình sẽ có là SQL là các câu lệnh truy vấn SQL query, thì trong này chưa có cái table này mà mình sẽ tạo cái table trong này. Truck thì ở trong này mình chưa có các bạn. Và các bạn thì mình sẽ có một cái bản hướng dẫn của MySQL. Đây là cái câu lệnh tạo bảng. Thì có hai cái dấu này. Thì phân kết lên cái tên. Để không bị trùng trong cái hệ thống. Ở trong SQL thì các bạn sử dụng cái dấu bằng vuông cách. Thì nếu mà các bạn nằm ở bên ngoài, ví dụ mình thoát ra này, mình đứng ở ngoài test này mà mình sử dụng SQL thì mình muốn tạo bảng thì mình phải đầu tiên của database chấm đến cái tên bảng mà mình muốn tạo.
sau này trong MySQL công nghệ nó có thể quy định được cái số ký tự của email, nhưng mà ở trong MySQL thì lại không được. Nó quy định hay ở trong đấy, thì kiểu hiện tại mình sẽ đặt nó quá trình một cái lần và đây nếu mà mình muốn nó tăng dần lên sẽ thêm các thuộc tính là auto increase thì nó sẽ tăng tự động. Sau đây mình cũng có một cái trong này thì nó chỉ có cái thủ tính ba cha thôi, nhưng mà cái database của mình đã chọn là những cái cái gì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện trong khi mà thêm dữ liệu thì các bạn có thể thêm các thứ có code sau cái bảng user, sau bảng user đấy thì là các bạn có thể vào track, track có nghĩa là cái cấu trúc, của ở trong này thì các bạn có thể cấu hình chuyên các thuộc tính này, xóa đi, tạo các chỉ mục sẽ cái phần view của các bạn cài những thuộc tính quan hệ cho các bạn khác. Trong phần SQL thì các bạn có thao tác với những bạn, ví dụ như là mình select, các bạn select thì các bạn vào để thi thì trong các bạn chưa chưa có kết quả, chưa có dữ liệu. Bây giờ mình thử insert một cái view. Thì cái giá trị ID là mình sẽ được không cần. Mình sẽ không tự động thì không cần. Các bạn chọn là chọn
còn ra cái dữ liệu thêm thì em mới đi làm căn rồi trong đó thì các bạn có thể sửa hoàn toàn, các bạn có thể thao tác từ giao diện rất là đơn giản. Còn đây là những cái cơ bản mà mình muốn giới thiệu về cái MySQL. Thì MySQL thì hoàn toàn giống như MySQL thôi, thì các bạn có thể tự học được MySQL rồi. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.